Con chào chú ạ. Xin hỏi chú tên gì ạ? Tên Tài. Chú Tài. Dạ. Chú Tài mình ở đâu vậy chú Tài? Dạ, ở Bình Chánh. Bình Chánh, dạ. Chú Tài đến triển lãm này là lần đầu tiên hay là chú hay tham gia? Lần đầu tiên ạ. Để chú thấy cái triển lãm này như thế nào chú? Cảm nghiệm của chú. Mới đi lần đầu mình còn ok lắm. Okay. Thế chú thấy cái gian hàng của bên Đồng Vị Hình Tấn Con là như thế nào chú nhỉ? Thì nói chung là thấy trưng bày sản phẩm rồi là cũng là tâm tấn. Chú ơi, hôm nay đến với triển lãm thì con có một cái sản phẩm là Thanh Hương Plus, là sản phẩm nước súc miệng thảo dược để điều trị những vấn đề có hơi thở có mùi ở trong khoang miệng. Thì con là chú là mới đến lần đầu thì con có mời chú thử nghiệm thử, trải nghiệm thử như thế nào và chú cho con cảm nhận là chú cái sản phẩm này á, là chú xài xong chú cảm nhận như thế nào được không chú ạ? Dạ, con mời chú. Đây là mình dạng nước súc, cho nên mình ngậm vào mình cứ súc miệng. Thường là mình sẽ ngậm trong vòng 5 tới 7 phút, hoặc là ấy được mình ngậm 10 phút. Tại vì khi mình ngậm như vậy thì các thành phần trong đó nó thẩm thấu vào trong khoang miệng của mình. Nó sẽ giúp mình làm sạch mảng bám, điều cân bằng độ pH, tạo có hơi thở thơm sạch. Rồi chú thấy cái mùi vị nó làm sao chú? Nói chung là nó có cái mùi thuốc, nhưng mà mình làm cho nó cái giống như nó nồng lên một chút nữa. Gọi là nó ngậm mà nó nồng, nó không lên cái xót hổ. Nghĩa là chú cảm nhận nó có mùi thuốc nhưng mà nó chưa nồng lắm, còn phải nồng thêm nữa để nó lên tới cả thuốc. Giống như mấy cái loại mà kẹo bạc hà mà tiệm tay nó bán cái nó không lên mũi nữa. Rồi chú có nhận vị đắng của nó không? Nó có đắng không? Đắng thì nó không có đắng. Không đắng đúng không? Không đắng. Dạ. Rồi chú có thấy cái con miệng của mình nó được sạch sẽ hơn không? Thì cái mà này mình nếu mà mình ngậm mà đúng theo cái thời gian của nó thì có thể là nó sạch hơn. Dạ. Ở đây thì mình không có thời gian. Dạ. Trước giờ chú có nghe về những cái bệnh lý về vấn đề hơi thở có mùi không chú? Có nghe, có coi trên mạng thì thấy của Tấn này nè, thấy anh nói chuyện là gọi là. Rồi chú có theo dõi thông tin của bên con là qua hình ảnh qua trên mạng internet. Qua trên mạng. Dạ. Năm trước tụi bên con cũng tham gia triển lãm thì chú chưa tới, cho nên là chú lần đầu tiên là chú tới là chú biết gian hàng của bên con. Ngoài ra là bên con cũng hay tổ chức hội thảo ở Sài Gòn. Không? Vậy thì cái sản phẩm Thanh Hương Plus như vậy là chú cảm giác như là sau khi ngậm thì nó có vị thuốc thảo dược không chú? Có mùi thảo dược. Mùi thảo dược đông y phải không? Nếu mà nó đóng ra thành phần là dạng nước như vậy thì chú có thấy nó dễ sử dụng và tiện lợi không? Không, thì nước thì nó cũng dạng dễ mà, tại vì cái chai mình đậy là cái chai mình nó có cái răng này thì nó không độc á, bây giờ nó lấy ra. Rồi cái giá trên thị trường á là 370 trên 250 ml, mình xài cũng độ khoảng 20 ngày thì chú nhận định về cái giá nó như thế nào, mà những thành phần ở đây là thành phần thảo dược thiên nhiên và được chọn lọc rất là kỹ và chính được lương y bào chế ra, điều trị hiệu quả rất là hiệu quả, thì chú cảm nhận cái giá cả nó như thế nào? Không, thì nếu mà tôi nhìn thấy cái giá này nó hợp lý, nhưng mà nếu mà công ty cái thì công ty phải nhỉnh thêm một chút hơn, dân nó xài nhiều hơn. Tự giá này có thể tùy theo những con người, nhưng mà người ta có điều kiện thì khác, còn người không có điều kiện người ta muốn xài thì không bị tối người ta. Chú ơi, con muốn hỏi thêm là nếu mà có cái ý kiến đóng góp thêm để mà phát triển cái sản phẩm này thì chú có ý kiến thêm gì cho được không? Bên con có thể hoàn thiện hơn sản phẩm này không? Không. Nếu như vậy là được rồi, nhưng mà cái giá thành này có thể mình xuống một chút đỉnh nào đó cho dân nó xài gọi lại ha. Dạ rồi. Rồi con cảm ơn chú Tài nhiều nhé. Dạ, chúc chú tham quan triển lãm được nhiều niềm vui. Cảm ơn.